Xin chào các chế, em đã về tới nhà rồi đây. Nhanh nhanh vào đây em kể câu chuyện vui. Trong lúc em tẩy trang để chuẩn bị đi ngủ, em sẽ kể một câu chuyện vui. Câu chuyện vui sau rồi là phục vụ các chế, xong rồi em cũng đi ngủ. Nhanh nào, nhanh chân vào đây em kể cái câu chuyện vui này, góp vui cho các chế trước khi đi ngủ. Nhanh 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 nhanh. Chào em. Trời ơi vào nhanh quá nha. Vừa mới mở livestream một cái là đã thấy gì? Đã thấy má kia lao vào rồi, lao nhanh như một cơn gió. Chào em đây. Nhanh lên, các chế vào nhanh lên. Em cho các chế gọi là 30 giây. Nhanh lên để em kể cho các chế một câu chuyện vui này. Trước khi đi ngủ. Tẩy trang. Cái bộ make up này là hôm nay em đã dành ra là 1 tiếng 30 phút để make up. Rất là xinh đẹp. Nhưng mà bây giờ là phải đến giờ tẩy trang rồi các chế. Đến giờ tẩy trang rồi. Tẩy nó đi. Mặc dù là rất là tiếc cái bộ make up này, công sức ngồi mất 1 tiếng rưỡi, nhưng bây giờ vẫn phải tẩy ra để đi ngủ. Anh ơi, give him the pillow. Anh An đi chơi về đã bốc cái gì cho mồm đớp rồi. Ăn gì á? Ăn kem hả? Cho vừa đi ăn Không, kem nữa, ăn gì vô ăn vô cả là. Mai hỏi anh An bằng tiếng Việt là anh An ăn kem hả? Anh An trả lời bằng tiếng Anh là không, anh ăn sữa chua. Dạo này Mai với anh An là Mai cứ bắn tiếng Việt, anh An cứ bắn tiếng Anh thôi. Hiểu nhau nhưng mà nói hai ngôn ngữ với hai gọi là hai trường phái khác nhau. Hôm nay chị make up lạ thế à? Kiểu này gọi là cái kiểu make up mà Tây, bên Tây người ta rất là thích, tức là mắt khói này, mắt đen xì như kiểu bị gấu trúc đấm. Sau đó là đánh môi màu nờ út nút sắc nút. Tiết đứt ruột nhỉ. Hôm nay làm được quả make up quá đẹp. À, bắt đầu lên giờ lên sóng rồi bố không biết à? Đến giờ lên sóng rồi đấy. Lên đến giờ chém gió rồi đấy. Có bộ make up đẹp quá mà bây giờ phải tẩy đi cũng tiếc chứ bộ, nghĩ sao? Đúng không? Về Indo, đi Indo về rồi, về từ hôm qua. Cái câu chuyện mà định kể với các chế đó là cái câu chuyện ngày hôm qua đi chơi ở bên Indo. Chị kể chuyện đi à? Ok, đợi cột cái tóc lên đã nha. Đợi cột cái tóc lên. Cột cái tóc lên đã. Thì mới kể chuyện được. À quên, trước khi kể chuyện em phải dằn mặt. Tại sao mỗi lần em chụp ảnh á là nó bị gọi là bị cái gì nhỉ? Bị sấp bóng đèn. Mỗi một lần bị sấp bóng đèn là các má toàn chửi tôi là mấy con Mai nó bị thâm nách. Này, nách không bị thâm nhá, nách hơi bị trắng nhá. Xin lỗi đi. Rồi, ở đây có má nào có nách đẹp mang ra đây khoe với em. Này, riêng chê cái gì thì chê nhá, không được chê nách. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày vào đây nhòm ngó nách của em xong bảo trời ơi, con này ghê quá. Tại sao chụp ảnh nách thâm thế? Thâm là bởi vì không biết chụp ảnh tự sướng, nghe chưa? Thâm là bởi vì không thể nào mà chụp ảnh mặt xinh xong rồi dơ cái nách lên cho các má nhìn được. Bây giờ dơ nách lên nhìn thấy đẹp chưa? Nhìn thấy nách đẹp chưa? Đừng mà chê nha. Mấy ông nội đừng có vào đây chê. Trời ơi, sao nách con này thâm xì vậy? Thâm xì là bởi vì chụp nó ánh đèn nó bị sấp bóng đèn nha. Xong à không, xong có một hôm em chụp cái ảnh xong bắt đầu mới mê 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 mới có một một chị có một cái chị này, chị vào chị comment em như này, chị bảo em này chứ, ủa em ơi sao nách em thâm vậy. Thế là bắt đầu mình bảo trời ơi kỳ lạ vậy, mình up cái ảnh lên mà tại sao lại chỉ xăm soi nách của mình nhở. Xong mình mới comment lại rất là thân thiện, hoa hậu thân thiện, đúng không? Mình bảo chị ơi nách em thâm nhưng mà tấm lòng em không có thâm, nách em thâm nhưng mà mồm em không thâm, dạ em không thâm, tấm lòng em không thâm. Xong bắt đầu bám vào chứ, ủa sao em ơi, à không, đầu đầu tiên là đâu quên nhầm,
Mình mới trả lời là à chị ơi, lúc em chụp ảnh là cái ánh đèn nó mới nó em để như này thì bao giờ cái đèn nó bị sấp bóng bóng đèn thì nó sẽ bị thâm. Thế xong bà bảo chứ chị cũng chụp sấp bóng đèn mà nách của chị không có bị thâm, nách chị đẹp lắm. Bắt đầu mình bảo à mày chê nách bà thâm đúng không, thế thì bà sẽ chửi cho mày, mày gọi là nhục mặt luôn. Mình bảo chị ơi nách em thâm nhưng mà cái mồm em nó không có thâm, cái tim em nó không có thâm mà cái dạ em nó cũng không có thâm. Đó, cái gì thâm cũng được nhưng mà mồm em không thâm, nách em không à, mồm em không thâm, tim em không thâm. Đó, xong bắt đầu nó tức quá, nó thấy mình chửi gọi là sâu cay quá, thế là chim cút từ đấy không bao giờ thấy quay vào Facebook của mình nữa. Chim cút bánh đẹp bánh bèo. Ờ à, được ok, hôm nào sẽ hướng dẫn các chế đánh cái mắt này. Cái mắt này em đánh có tổng cộng là 5 màu, đẹp lắm. Nói chung lại tự bản thân em cũng thấy đẹp. Thánh soi ở thánh soi là hôm nay mình cho chúng nó soi luôn, soi nách bà đi, thấy nách bà đẹp không, nách và tay cùng một màu cấm được chê. Tẩy trang cái đã. Đây đây tẩy trang vừa mới lột ra đây, đây cái tẩy tẩy trang này là tẩy trang mới bạn Hạnh mới mang sang cho Mai. Tặng Mai một cái ô bố bật cái đèn này lên cho con mày. Cứ để đây tí nó con tắt. Cái tẩy trang này đâu mang từ Việt Nam qua đó, ở cửa hàng em ở 382 Đội Cấn mà đợt này em hết tẩy trang rồi. Cho nên là kêu là mang sang để dùng. Hôm nay em tẩy trang luôn bằng cái này. Chị rất hợp tẩy trang em đang cầm à. Thế thì chị hãy mua đi, mua đi. Mua đi mua đi mua đi, mua đi mua đi mua đi. Mua tẩy trang của Innisfree ở 382 Đội Cấn đi, mua về mà dùng đi. Nói chung là da em hay bị nhạy cảm đó, cho nên phải dùng những cái kiểu như thế này thôi. Ok, không dài dòng kể về cái câu chuyện ngày hôm qua em đi du lịch ở bên Indo cùng với gia đình em. Thế xong rồi khi mà đi du lịch đó thì sang đó thì anh An đi đi chơi gôn, anh An đi chơi gôn. Thì hôm nay em mới buôn với các chị em là từ cái câu chuyện này là đúc kết ra. Tại vì hôm qua là mọi người phản đối em dữ 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 lắm nha các chế. Hôm qua đi chơi cùng có mẹ này, có bố nuôi và có bà ngoại, có em gái, có em và có chồng em nữa. Thì chồng em đi chơi gôn. Cái xong rồi đi chơi gôn xong bắt đầu tại vì mọi người cũng đi, tại vì đặt như kiểu đặt phòng á, ở cái resort đấy thì là anh An thì thích đi chơi golf, còn mọi người thì thích đi xem biển rồi tắm biển rồi linh tinh, tắm hồ bơi kiểu kiểu vậy á. Thế xong rồi buổi tối thì mới đặt người ta, tức là ở bên ngoài nó có cái chỗ nướng thịt đó các chế. Bên ngoài có cái chỗ nướng thịt. Thế thì khi mà ở bên ngoài có cái chỗ nướng thịt thì em mới nhà nhà em mới book như kiểu là đầu bếp á, người ta đến người ta nướng đồ ăn cho mình, nướng ngay tại phòng của mình luôn. Kê xong rồi thì có một cái có hai bạn, một có hai bạn, một bạn thì gọi là bạn thì không đúng, phải giờ phải gọi là có hai ông con trai, một ông già một ông, còn một anh thì thanh niên trẻ hơn. Thì cái ông già già đó là đầu bếp đến nướng đồ cho nhà Mai, còn cái anh thanh niên kia thì chắc là để mang đồ các thứ đến để sắp bàn sắp ghế thôi. Thì mình cũng hoa hậu thân thiện đúng không, mình ngồi trong nhà mọi người ngồi trong nhà thì nó xếp đồ ở bên ngoài thì mình ra ngoài mình ngồi cho nó mát mà, hiểu không? Mình ra cái ra khỏi cái phòng mình ngồi ở ngoài đó cho mát. Em hoa hậu thân thiện ngồi chơi, mình cũng hoa hậu thân thiện, nó nói chuyện với mình cũng nói chuyện lại với nó thôi, nói chuyện rất là bình thường. Thế xong nó hỏi là à, mày từ đâu tới, mày là người Việt Nam hả, cháu sao mày giống gái Thái Lan vậy. Mình bảo mình nghĩ trong bụng mà mẹ thằng này nói chuyện ngu thế, mình xinh gái như này nó bảo mình giống gái Thái Lan, là xin lỗi gái Thái Lan không bao giờ đẹp bằng gái Việt Nam, nhằm con gái Thái Lan không bao giờ đẹp bằng con gái Việt Nam như mày. Nhưng mình vẫn hoa hậu thân thiện, vẫn cười duyên dáng bảo mày bảo tao giống con gái Thái Lan đến kệ mày thôi, nhưng mà tao là người Việt Nam. Cái xong rồi nó bảo là nó chưa có bao giờ qua Việt Nam rồi này kia các thứ, cũng nói chuyện một lúc. Thế xong nó mới hỏi là nó mới bảo nó là người Indo, thì ngày xưa em có quen mấy cái cô bạn người Indo thì nó có dạy cho em mấy cái câu tiếng Indo đó, ví dụ như là nói là anh yêu em anh thương em đó thì gọi là aku cinta kamu, hoặc là những cái câu là ví dụ như anh thích em thì gọi là aku suka kamu đó. Em nhớ mà, em nhớ ngày xưa chúng nó còn dạy em mấy câu tục nữa cơ. Thế xong bắt đầu ngồi buôn với nó một lúc, thế xong nó mới hỏi em là ủa vậy tiếng Việt,
nói anh yêu em với này, nói anh yêu em thì như nào. Thế mình dạy nó, mình bảo nói tiếng Việt thì nếu mà nói anh yêu em thì sẽ nói là anh yêu em đó, mình dạy tiếng Việt như vậy. Cái xong rồi bắt đầu nó mới bảo là ủa mày đẹp thế. Lúc đó em vẫn đeo nhẫn cưới nha, lúc nào em cũng đeo nhẫn cưới các chế. Lúc đó bố bố nuôi em cũng đang ngồi ở ngoài. Thế xong bắt đầu là nó mới hỏi là ủa mày đẹp thế, mày đẹp thế, mày bao nhiêu tuổi? Mình bảo tao năm nay 28 tuổi rồi. Là 28 tuổi rồi, thế mày đã có chồng chưa, mày có người yêu chưa? Mình bảo tao có chồng rồi, mình nhìn này, tao có chồng rồi. Mình đưa hạt nhẫn cưới cho nó xem, mình bảo tao có chồng này đó, tao có chồng rồi. Thế xong bắt đầu nó nhìn mình, nó bảo thật không, thật là mày có chồng không? Mà dĩ nhiên rồi, năm nay 28 tuổi dĩ nhiên có chồng rồi mày. Thế tao tao đeo nhẫn cưới mày không nhìn thấy hả? Lúc đó cái cô em gái mình bắt đầu mới ló đầu ra ngoài, chắc là nó nhìn xem là đã được ăn chưa đó. Mà thì bắt đầu mình mới trêu nó, mình bảo là có em gái tao chưa có chồng này, mày có tán thì tán em gái tao chưa có chồng, mà tao có chồng rồi. Thế xong nó vẫn không nói năng gì. Nó nghĩ chắc là nó nghĩ là mình gọi là mình trêu nó thôi hay sao đó. Thì bắt đầu là cái lúc đó là bố mình bắt đầu mới buồn cười, cũng không hiểu là nói gì, mình nói tiếng Anh với nó mà. Cái xong bắt đầu nó thằng này nó tán gái rất là ngu. Cho nên là sau cái câu chuyện này em rút ra một điều rằng là đàn ông trên thế giới một khi nó đã ngu thì ngu gọi là ngu toàn diện. Con trai Việt Nam cũng ngu, con trai Tây cũng ngu, con trai đến cái thằng con trai người Indo này cũng ngu luôn các chế. Nó như kiểu là em đã nói hẳn với nó là em có chồng rồi mà nó vẫn không tin, nó vẫn kiểu vẫn thích. Thế xong bắt đầu nó mới bảo là cho tao chụp ảnh cùng với mày được không. Mình bảo thằng này chắc là xem, thằng này bị ngộ rồi, thằng này chắc là bị xem mấy cái bộ bộ phim, hoặc là thằng này như kiểu xem trên YouTube hoặc là trên Facebook nó hay có những cái cách mà hướng dẫn tán gái đó, bí kíp gọi là tán gái đó các chế. Thì thằng này chắc là học được bí kíp tán gái ở trên trên Facebook rồi. Mình nghĩ mày không biết là tao là chỉ ở nhà ăn rồi ngồi chơi Facebook hả? Mình che mình nghĩ trong đầu vậy thôi. Mà thằng này chắc là thằng này là đi học mót được ở mấy cái ở đâu ra mấy cái văn tán gái quá là rẻ tiền, hiểu không? Nó mới bảo mình là cho tao chụp ảnh chung với mày. Thế xong bắt đầu mình bảo ok, mày thích chụp ảnh chung thì ok, chụp ảnh liền. Tại lúc mình đâu có mặc đồ đẹp gì đâu, mình mặc cái bộ đồ của khách sạn thôi, nhìn mình cũng xòe xòa, tóc tai thì lù xù vì buổi hôm đấy là bắt đầu là đi chiều hôm 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 đấy là đi bơi mà. Thế xong bắt đầu nó bảo là thế thì cho tao chụp cùng với mày. Mình biết ngay là khi mà nó đã hỏi mình là nó chụp ảnh cùng với mình á, là mình đã mà thằng này chắc là tán tỉnh rồi. Nhưng mà mình vẫn kệ, để lúc ấy chồng mình là đi tập gym rồi đó, đi tập gym rồi. Thế xong bắt đầu nó mới lấy điện thoại của nó ra. Nhưng mà xong nó lại nghĩ nghĩ sao nó lại bảo là nhưng mà điện thoại của tao bị hư rồi, mày lấy điện thoại của mày mày chụp cho tao được không, chụp cùng với tao được không. Mình bảo thằng này mày bị thần kinh, tự nhiên mày hỏi xin chụp điện chụp cùng hình cùng với mày, xong bây giờ mày lại bảo lấy điện thoại của tao chụp. Tao đâu có nhu cầu chụp hình cùng với mày, tao đâu có nhu cầu giữ cái hình ảnh của mày trong điện thoại của tao làm gì. Ngoài chồng tao ra, tao đâu có cần ai khác lưu hình của ai khác trong điện thoại của tao đâu. Mình nghĩ bảo thằng này, cái văn tán gái của thằng này là quá ngu rồi. Nhưng mà thôi, mình bảo thôi, nó ngu thì mới gọi mình khôn hơn nó, mà mình chấp nó thì mình bằng nó. Thế mình ok, mình không có nói năng gì hết. Mình bảo nó là ok, thôi được rồi, mày muốn chụp bằng điện thoại của tao thì được, tao sẽ lấy điện thoại của tao ra tao chụp với mày. Thì mình lấy điện thoại ra mình chụp với nó. Thì bắt đầu có mẹ mình đứng ở đấy, hiểu không? Mình biết là nó, thằng này nó bị kiểu, thằng này kiểu bị ảo tưởng sức mạnh ấy các chế. Thật sự, tại vì nó bản thân nó là đi làm ở khách sạn mà đi làm ở resort, mình là khách ở đó, nó phải tôn trọng mình. Thằng này nó lại kiểu rất là kiểu vô duyên. Nhưng mà mình lúc đó trong đầu em nghĩ như này các chế này, thật sự là lúc đó em có thể từ chối nó, em có thể từ chối nói thẳng luôn với nó là ê, tao là khách ở đây nha, còn mày là mà mày đi làm ở đây là mày không được te tởn tán gái nha mày. Nhưng mà em nghĩ tại vì chồng em đi đi tập gym với chồng em đi chơi golf mà lâu lâu rồi hai vợ chồng em chưa có gọi là có cái vụ gì mà gọi là hâm nóng tình cảm, cho nên là em bảo là quyết làm quả này để cho về chồng em lâu lâu buồn buồn, chồng em gọi là hâm nóng tình cảm mà vợ mình vẫn có thằng theo đuổi, không cần biết là thằng này nó giàu có hay là nó nghèo nàn hay là như nào, ít nhất vợ mình vẫn có sức cuốn hút đó. Cho nên em bảo thôi được rồi, nó vẫn có lợi với mình, cho nên là mình để cho nó, coi như là mình để cho nó tán mình. Nhưng thực tế mình biết là thằng này nó tán gái là cái văn tán gái của nó là quá ngu nhưng mình vẫn để im bởi vì nó có lợi cho mình mà. Đúng là đàn bà ghê gớm đúng không các chế. Cái xong rồi nó em chụp ảnh cùng với nó thì bắt đầu em mới kêu mẹ em là ê mẹ mẹ vào đây chụp ảnh cùng với con đi. Đấy, bắt đầu mẹ em ra chụp ảnh cùng, hay là nó chụp ảnh cùng với em, nó đứng cạnh em nó chụp ảnh. Em cũng cười rất là tươi, tạo dáng rất xinh gái. Đó, sau khi chụp xong thì em biết ngay cái văn gọi là cái văn rẻ tiền của nó, là nó bảo là mày gửi ảnh của mày sang đi. Đó, các chế có thấy ở đây
1.300 chế đang xem hiện tại đây. Các chế có nhận thấy cái văn tán gái này quá là rẻ tiền và quá là ngu không? À, không có sành điệu mà không có gọi là văn hoa lá cành mà cũng không có gọi là nó có cái độ gọi là độ ăn chơi của một cái người biết tán gái không biết. Thế xong bắt đầu em không nói năng gì. À, em bảo là mày muốn gửi thì bây giờ mày gửi như nào? Mình biết ngay là nó sẽ lấy số điện thoại của mình, nhưng mà không thể nào mà tự nhiên nó chạy qua nó xin số điện thoại mình, chắc chắn mình không bao giờ mình cho. Nhưng mà mình biết được rằng là nó muốn chụp cái ảnh, xong bắt đầu nó muốn chụp bằng ảnh điện thoại của mình để nó xin số điện thoại của mình để mình gửi qua cho nó. Mà ok. À, nhưng mà thế bây giờ mày có WhatsApp hay là cái khác không thì mày có thể gửi cho tao cái ảnh mà mày vừa chụp á. Mình bảo ok được thôi. Mình kiểu rất kiểu chảnh chó, hiểu không? Thực sự lúc đó chảnh chó mà nghĩ sao mẹ, mày đi làm ở đây, tao là người ở đây, tao là khách ở đây mà mày xin số điện thoại của tao, mày nghĩ sao? Mà tao đã nói mày tao có chồng rồi, mà tao đã nói mày chồng tao đi tập gym rồi mà mày vẫn còn muốn xin số điện thoại của tao, mày ý của mày là sao? Nhưng mình phải không nói năng gì. Thế xong bắt đầu là nó bảo là mày gửi đi. Thế thì mình bảo là nhưng mà trước khi mình gửi, mình bảo mình cứ cầm điện thoại mình nhắn thôi, mình không gửi cho nó. Đó, mình cầm điện thoại mình nhắn, mình cho nó số điện thoại của mình. Xong bắt đầu là mình nhắn với bạn của mình. Thế xong bắt đầu nó bảo là mày gửi đi. Nhưng mà đợi tí tao đang nhắn tin bạn tao, mặt vênh lên hiểu không? Đợi tí tao đang nhắn tin bạn tao. Thế xong nó bảo ok, thế mày nhắn đi. Xong bắt đầu nó đi, nó chuẩn bị đồ các thứ. Xong bắt đầu em gửi ảnh cho nó, nhưng mà em vẫn gửi ảnh cho nó, nhưng mà bắt đầu nó có nhắn cái gì hay không là em xóa luôn. Em gửi ảnh cho nó xong rồi em xóa luôn số điện thoại của nó, em block luôn số điện thoại của nó, chặn luôn cái số này khỏi gọi luôn. Chơi rất cao tay hiểu không? Chơi rất cao tay, chặn luôn số của nó. Xong bắt đầu lúc vào thì mọi người mới hỏi là em mới kể với mẹ em với cả bố em đấy là cái thằng này nó xin số của con, tại vì mọi người không biết tiếng Việt. Thì em mới kể lại là cái thằng này nó nói tiếng Anh, nó xin số của con này kia các thứ. Bắt đầu bố em với bố nuôi em với mẹ em, nhất là mẹ em, lồng lên. Bà ngoại em cũng thế, bảo là ôi dồi ôi, gái có chồng rồi mà làm sao mày lại cho số điện thoại với cả thằng khác, thế thì như vậy là không được, như vậy là không có chính chuyên, như vậy là biết đâu rồi chồng mà biết được nó ghen rồi bắt đầu hai vợ chồng lại hục hạc nhau, xong rồi chia tay nhau, hoặc là chồng nó biết được như thế là nó đánh giá mình ra. Mình nói đây là chơi chiêu đó má. em mới nói với nhà em là không, cái này là con chơi chiêu đó, cái này đâu có phải là lấy đâu. Mẹ em bắt đầu mẹ em gào lên, mẹ em bảo không được, trời ơi, con gái con lứa như vậy là không có được, không có được cho số linh tinh như vậy, biết đâu chồng mình lại nghĩ rằng là mình không có chính chuyên, mình không có gọi là chung thủy với chồng. Mình bảo con có đi ngủ với nó đâu mà sợ. Sao mọi người bảo không được cho số? Sao mình bảo không, đây là con chơi chiêu, lâu lâu làm như này để chồng con sợ, để chồng con không dám đi chơi nữa. Chồng con từ hôm đưa mọi người đây là đưa mọi người sang đây là đi chơi gôn với lại đi tập gym nhiều, cho nên là đây gọi là chơi chiêu của em để cho chồng em sợ. Đó, xong mà biết đâu thằng này nó lớn, thằng này nó gọi điện tới, xong bắt đầu chồng bắt máy lên, chồng nghe thấy thì chồng lại bảo là hay là tăng tịu với thằng này thằng kia. Không, mình phải có bài riêng của mình chứ. Bắt đầu tí nữa về một cái, chồng em về một cái là em kể luôn, anh ơi em vừa có thằng nó tán em đấy, nó vừa xin số em đấy. Bắt đầu ông ấy cứ tưởng là mình nói đùa không, ông bảo chứ thế thì em đi theo nó đi. À, thằng nào nó tán em thì em đi theo nó đi. Nó thế thằng nào đấy? Mình bảo cái thằng ấy đẹp trai lắm, cao to đẹp trai, trẻ nữa, nó vừa xin số em đó. Xong mà ông cũng trêu mình bảo thế thì đi theo nó đi, nó đẹp trai thế, nó trẻ thế thì nó tán thế thì đi theo nó đi. Mình bảo tội gì mình phải đi theo, mình có chồng đây rồi, chồng đẹp trai hơn nó, mình chồng nữa là gan lăng hơn nó, tội gì phải theo. Mà xong rồi mình bảo nhưng mà em cho nó số điện thoại của em rồi, lúc nào mà nó buồn quá nó có thể gọi em. Thế xong bắt đầu cháu mà thật hay đùa đấy? Mà thật chứ, sao đùa, làm gì có chuyện đùa ở đây. Bắt đầu cháu em tức rồi nha, tức rồi, nhưng mà thấy mọi người ở đấy là không dám nói năng gì, tại vì là sợ là xấu hổ, làm em xấu hổ trước mặt bố mẹ với lại bà ngoại đó, với em gái là không dám nói năng gì, chỉ cười 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 thôi. Nhưng mà đến lúc là lên phòng là bắt đầu trừng mắt lên, bảo em này chứ, đưa điện thoại đây để xem thằng nào nhắn tin, thằng nào có đúng cái thằng đấy không, thằng đấy như nào, đâu chỉ mặt anh xem. Nhưng mà đây cho anh xem ảnh đây này, thằng này đẹp trai lắm. Thế mình đưa ảnh xong bắt đầu mà sao lại chụp chung với nó, tại sao em với nó chụp riêng với nhau này, sao lại đứng gần nhau này. Nhưng mà không, em chụp cả mẹ em nữa. Mình đưa ảnh đấy, thấy không, thấy tại em cao tay không, em chụp chung cả mẹ em nữa chứ đâu có phải một mình em đâu, đó có mọi người xung quanh mà, đâu phải em đứng cạnh riêng mình nó đâu. Xong bắt đầu ghen lên, bắt đầu bảo em là thế nó có nhắn gì với em không, nó có gọi gì không, gọi gì thì đừng có nghe máy nhá. Nhưng mà không, tội gì đây, người ta xin số là chứng tỏ mình vẫn còn xinh gái.
chứ mình đâu có lăng nhăng tằng tịu với thằng nào đâu mà sợ. Sau bắt đầu chồng em bảo nhưng mà ngày mai anh phải đi chơi gôn. Xong bắt đầu mình bảo thế ngày mai anh cứ đi chơi gôn đi, mặt mình tỉnh bơ. Nào, ngày mai mình anh đi chơi gôn thì anh cứ đi đi. Đó, không việc gì phải lo cho em. Xong bắt đầu lão cũng kiểu chắc là cũng thốn thốn rồi, hiểu không? Không biết là con vợ mình nó đùa hay thật mà tự nhiên lại chụp ảnh với thằng này, chắc thằng này nó cũng quý vợ mình hay sao, có vấn đề gì. Đó, xong bắt đầu là tối hôm đấy đi ngủ là bắt đầu dặn dò em là sáng hôm sau 6 giờ anh sẽ đi chơi gôn thì em ở nhà. Đó, yên tâm là anh sẽ về sớm. Rồi em có dẫn mọi người đi đâu đi chơi này kia các thứ nhớ cầm theo điện thoại. Mình bảo cầm theo điện thoại làm gì, đi chơi đây cầm theo điện thoại làm gì, đâu có chụp ảnh chụp hình gì đâu, đâu có live stream live cò gì với ai đâu mà phải cầm theo điện thoại làm gì. Chồng bảo cầm theo điện thoại để anh gọi em, gọi làm gì, thỉnh thoảng anh nhớ em thì sao. Mình biết là kiểu muốn kiểu kiểm tra mình xem là có đi chơi ở đâu không, hiểu không, thỉnh thoảng là chắc là muốn kiểm tra vợ. Đó, nhưng mà mình kiểu cứ giả vờ coi như gọi là giả điếc, coi như nghe cái gì. Mình bảo bình thường mình đâu có cầm điện thoại đâu, mình đi chơi này mình kiểu sang chảnh, hiểu không, mình mặt vênh lên với chồng mà bình thường mình đâu có cầm điện thoại đâu, mình đi chơi mình chỉ đi chơi thôi chứ, mình kiểu như thế đó văn vở. Xong bắt đầu chồng mình bảo là không, em cầm điện thoại đi, nhiều khi anh nhớ em lắm. Mình bảo đéo gì, hôm qua ông đi chơi gôn cả ngày ông đâu có nhớ tôi đâu, tự nhiên sao hôm nay kêu ông nhớ tôi vậy, thì có chuyện gì vậy đó. Mình rất kiểu giả vờ, hiểu không, giả vờ đấy. Xong bắt đầu chồng em bảo là không, anh nhớ em lắm, thỉnh thoảng phải gọi điện hỏi xem em đã ăn sáng chưa, xong rồi hỏi xem mọi người thế nào. Mình bảo thế sao hôm qua không hỏi mọi người thế nào đi, tại sao hôm nay lại phải hỏi mọi người thế nào. Xong bắt đầu lão An bắt đầu lão mới bảo chứ bắt đầu mới tức lên rồi, của mình dồn rồi bắt đầu mới tức lên mà tớ ghen á, ngày mai mà tôi ngủ dậy mà tôi đi chơi buổi sáng á mà không có cầm điện thoại nha là chứng tỏ là đi chơi với cái thằng này. Mình mà điên à, tự nhiên xin số điện thoại nhau mà nghĩ sao mà đi chơi, nghĩ sao mà tôi phải đi chơi với cái thằng đấy. Xong rồi tôi không biết được đâu cô lại thích đi chơi với nó hay sao. Mà không, tội gì mình phải đi chơi với nó, chồng mình đẹp trai như này mình phải đi chơi với thằng nào. Xong bắt đầu nhưng thôi cứ cầm điện thoại đi theo nha, thỉnh thoảng nhớ lắm. Mà ok. Xong bắt đầu là trước đến ngày hôm sau ngủ dậy là phải viết giấy lại để ở trên bàn là em đi ăn sáng cùng với mọi người. Đó, chứ không là bắt đầu lão về lão không thấy đâu, lại tưởng chắc con này lại con vợ mình nó lại tò tí te đi với thằng nào thì chết. Chị cao tay quá à. lâu lâu là phải thả thính như vậy các chế. Cho nên là bài học rút ra là nếu có thằng nào cưới chồng rồi nha, nếu mà có thằng nào nó có xin số điện thoại á, vui lòng cứ cho nó số điện thoại thoại thôi, chả sao à. Chính chuyên hay không là do bản thân mình biết, mình tự làm là mình biết, chứ mình không có phải là vì là cho số điện thoại là chứng tỏ mình lăng nhăng hay là thế này thế kia. Thỉnh thoảng làm một phốt như thế là để cho chồng mình sợ, chứ còn không phải là ngày nào cũng làm như thế. Ví dụ như là 10 lần đi ra đi chơi cả 10 mà có 10 người đàn ông đều xin số điện thoại mình mà mình đều cho số điện thoại là chứng tỏ mình không có chứng chuyên, mà chính ra chồng mình lại cảm thấy là cái vợ mình rất là lẳng lơ, mà vợ mình rất là kiểu cái con người dễ dãi. Nhưng mà 10 lần mà lâu lâu tầm khoảng có 10 lần có 10 người xin, buồn mình cho một số, cho một thằng thôi, cho mà biết tay ở nhà mà giữ vợ đó, thế là bắt đầu sợ thôi. Cháy nắng ở đây, chị Mai đi du lịch về đang bị cháy nắng rồi này. Bây giờ tôi đi tẩy trang. Đi tẩy trang nè, bây giờ là tháo cái lông mi này ra này các chế. Người nước ngoài họ thoải mái chứ ở Việt Nam mà chắc đánh cho cái gì kia. Quên đường về quê mẹ. Chính xác em ơi. Mình phải lựa chứ, mình phải biết tính chồng mình chứ. Nếu mà biết tính chồng mình hay ghen á thì đừng dùng những cái chiêu này. Dùng những cái chiêu này nó vả cho gọi là thâm mắt, khỏi cần phải đánh mắt khói. Nó vả cho gọi là lệch cả răng, khỏi phải đi làm răng giả. Đừng có ngu nha. Này là chỉ áp dụng với những cái ông chồng nào mà dễ thương mà hiền lành thôi, chứ còn áp dụng với những cái ông chồng mà vũ phu rồi á hay ghen thì thôi. Đừng nha. Đừng có áp dụng, không là lúc đấy lại bảo là chửi tại sao đấy. Cái bà Mai này vô duyên, cái bà Mai này liên thuyên quá. Xui mọi người như thế rồi cuối cùng mọi người về làm á bị đấm cho hai mắt sưng vù lên. Thôi em đi tẩy trang đi ngủ đây. Này. Hôm nay bóc cái hộp mới này, cái này là cái này da nhạy cảm cũng dùng được.
Nhìn nè, cái mắt em nè là rất là nói chung là rất là đen bởi vì em đang đánh mắt khói. Nhưng mà em chỉ cho một tí, bóp một tí ra tay sau đó em massage là nó sẽ hết. Thôi buồn có chế xong rồi, câu chuyện đã gọi là kết thúc rồi. Mời 1.400 chế đi ngủ ngay lập tức. Cho em được nhờ. Cho em được nhờ thấy không? Tẩy phát sạch luôn không? Sạch không? Thần kỳ không? Chiếc nón thần kỳ không? Đó. Rất là thơm, thơm lắm. Cái này đang nghĩa là tẩy mặt nhưng mà em tẩy luôn cả mắt cũng được, chả sao. Cái này nó rất là nhẹ nhàng cho nên là tẩy luôn cả mắt cũng được, không có sao. Đó. Thấy không? Mắt em đen xì mà em bôi có một tí em massage thì em tẩy một phát là hết sạch này. Hết sạch xanh luôn. Ta nói là mách, nói có sách mách có chứng là như vậy đó có má. Sạch không? Đẹp không? Sạch bóng như chùi. Mà hôm nay em đánh mắt khói là mắt này là cực kỳ đen xì nha. Chứ còn nếu mà chế nào mà make up mà kiểu nhẹ nhàng á thì trời ơi nhanh lắm. Vèo cái là hết sạch à. Em tẩy. Đó. Bóp có một tí xoa xoa là nó hết à. Mà cái này nó rất là sạch mà nó thơm. Xoa 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 như này này. Mà nó bóng lắm. Cái này sau khi mình tẩy trang xong nó có cái độ ẩm dưỡng da nữa, cho nên nó không sợ bị da bị khô. Tẩy trang táo của Innisfree em ơi, hàng có sẵn tại 382 Đội Cấn nha. Cửa hàng chị ở 382 Đội Cấn, mọi người qua đấy mua đi. Mua đi, chúng tôi cần mua. Mua đi, chúng tôi có bán tẩy trang táo. Thôi, hết giờ quảng cáo rồi. Đề nghị các chế đi ngủ, nhanh chóng tiện lợi. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Kèm theo cái vụ tẩy trang đã hết. Tiết mục kể chuyện đêm khuya đã chấm dứt tại đây. Cô Nguyễn Thị Mai tẩy trang đi ngủ. Vừa mới xinh xắn xong cái bây giờ hết xinh rồi các chế. Tẩy trang xong kinh không? Tẩy trang xong chỉ có mỗi cái làn da là nhìn là khoái rồi, đúng không? Cái làn da của em là không có chê đi đâu được. Nhưng mà mặt em thì xấu rồi, em biết rồi. Không cần phải chê. Ok. Mặt em là em biết là mặt em xấu rồi. Nhưng mà da em là đẹp ha, đúng không? Chê cái gì thì đúng. Chê cái gì thì chê cho nó đúng. Thôi ngủ. Để em tập trung em tẩy nốt cái mắt này đi cho nó sạch sẽ đi đã. Xong rồi đi ngủ. Hay không? Tẩy hết là sạch hết. Sạch hết là mình sẽ đi ngủ. Cái tai chai tẩy trang táo này hả? Bao tiền nhỉ? Trời ơi, bây giờ hỏi, đừng hỏi em, hỏi nhân viên em nha. Comment sang cái nick Mai Nana hoặc là cái nick Hạnh Nguyễn innisfreeshowroom.vn á. Bạn ấy sẽ trả lời cho các chế. Bây giờ mà hỏi em, đầu óc em mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là em cứ hay quên nhớ quên. Chê nách à? Không được chê nách. Nách hơi bị đẹp. Nách hơi bị đẹp. Tại sao lại chê nách? Tại sao lại chê nách? Chê nách là em tốc nách lên em chửi. Các chế ở Việt Nam có cái câu là tốc váy lên chửi. Em sẽ sáng chế thêm một cái câu mới là mỗi lần ai chê nách em bị thâm đó là em sẽ tốc nách lên em chửi 39,000. Cái câu chửi của em sẽ tuôn ra cho chế nào mà gọi là chê nách của em bị thâm. Không có bị thâm nha. Thôi đi ngủ. Bye bye. Hẹn các chế ngày mai, lúc nào rảnh em lại có chuyện vui gì em lại kể cho các chế nghe nhá. Thôi, đi sang 382 Đội Cấn mua mỹ phẩm đi, nhanh lên để còn được đẹp, có làn da đẹp như em. Và sau đó là ủng hộ em để thỉnh thoảng em lên cơn điên, em lại kể chuyện vui cho các chế nghe. Chứ mà không mua mỹ phẩm là em buồn, em không bán được hàng, em không có tiền là em không có vui. Mà em không có vui là em không có chuyện vui để kể cho các chế. Thế nhá, bye bye.